Hello, xin chào tất cả bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì bên đơn vị nhà mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm định vị nghe lén ghi âm đó, ngụy trang mũ bảo hiểm nha mọi người nhé. Đó, cái dòng sản phẩm này thì ngụy trang rất là kỹ, nó rất là để khó phát hiện ra. Thì đây mình sẽ quay sơ qua cho bạn xem này. Đó, nhìn bình thường thì không thể nào mà phát hiện được, cả các bạn đội cái mũ vào thì cũng không thể nào phát hiện ra cái con chip mình đã lắp đặt ở bên trong này. Đó, con chip mình lắp đặt ở đây nhá, bên trong của cái này rồi. Đó, rất là khó phát hiện ra. Đây. Đó. Thì cái dòng sản phẩm này thì pin của nó sẽ sử dụng được tầm 7 cho tới là 8 ngày nhá. Thì khi pin thì bạn chỉ cần mở cho mình cái này ra và bạn cắm cho mình một cái dây sạc vào bên trong. Đó, cái dây sạc nó bên trong này thì bạn cứ cắm cho mình cái dây sạc vào. Đó, các bạn sạc tầm 2 tới 3 tiếng là đầy. Đó, và khi bạn sạc đầy thì nó sẽ sử dụng được tầm 7 đến 8 ngày nhá. Đó, sử dụng rất là lâu. Đó, và cái dòng này nó thích hợp vừa có thể là nghe lén định vị được luôn. Đó, các bạn mua về các bạn đưa cho người mà các bạn muốn theo dõi đấy, nó sử dụng cái mũ này thì 100% nó sẽ hiện ra tất cả các vị trí và khu vực người đội cái mũ này đi đâu hoặc là ở đâu, nói chuyện gì các bạn đều có thể là nghe thấy được nhá. Đó, thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về cái dòng sản phẩm định vị nghe lén này ở bên đơn vị mình, hoặc là những dòng sản phẩm camera siêu nhỏ, camera ngụy trang, thì có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc là kết bạn qua Zalo của mình. Thì số điện thoại và Zalo của mình là 0937960888. Đó, các bạn cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Thì ngoài những cái dòng sản phẩm có sẵn ra thì bên đơn vị nhà mình nhận độ chế tất cả các dòng sản phẩm camera, máy gâm, máy định vị vào những cái đồ vật cá nhân. Đó, ví dụ như cái mũ bảo hiểm này chẳng hạn. À, ví dụ các bạn đội những cái mũ bảo hiểm khác đấy, các bạn không muốn đổi cái mũ đấy, đó, các bạn gửi cho mình cái mũ đấy ra cửa hàng nhà mình sẽ lắp đặt cho các bạn, hoặc là mình gửi cái con chip về các bạn tự lắp đặt cũng được. Đấy, còn đây là một mẫu mũ bảo hiểm có sẵn nhá. Đó, các bạn muốn ví dụ như là người mà các bạn theo dõi chẳng hạn mà người ta đang đội một chiếc mũ khác, đó, các bạn có thể là mua cái con chip ở bên đơn vị mình để gắn vào cũng được. Đó, con chip thì cực kỳ nhỏ nhá mọi người nhá, đó, gắn vào thì rất là dễ thôi. Đó, đây. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua cho các bạn về cách sử dụng định vị cũng như là cái chức năng nghe lén luôn. Đó, thì cái dòng này thì khi bạn mua thì bên đơn vị mình sẽ tặng kèm cho các bạn một cái SIM 15 cũng như là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt như thế này. Đó, với cái tờ giấy này thì mình đã ghi hết ra rồi. À, phần 1 là định vị, các bạn chỉ cần là chuẩn bị cho mình một cái SIM. Thì cái SIM này thì bên đơn vị mình đã tặng kèm cho các bạn rồi và lắp đặt tất cả rồi. Đó, sau đó các bạn chỉ cần là tải cho mình cái ứng dụng là GBF 365 về điện thoại thôi là bạn có thể sử dụng được cái chức năng định vị. Và phần tiếp theo là phần nghe lén này. Cái phần nghe lén thì mình sẽ hướng dẫn sau nhá. Thì đầu tiên với phần định vị. Phần định vị thì bạn phải chuẩn bị cho mình một chiếc điện thoại và tải sẵn cho mình cái ứng dụng là GBF 365. Đó. Đây, mình sẽ lấy một con điện thoại ra để lấy cho các bạn nhá. Đây. Mình sẽ cho tối màn hình xuống để cho bạn nhìn cho rõ này. Đó. Đây, một chiếc ứng dụng GBF 365. Đó, với cái ứng dụng này thì nó sẽ phù hợp với tất cả các dòng điện thoại. Đó, điện thoại của các bạn chỉ cần là tải được Zalo, Facebook về điện thoại là các bạn có thể sử dụng được cái ứng dụng này rồi. Đó, tất cả các dòng điện thoại nó đều hỗ trợ tất cả nhá. Thì khi bạn đăng nhập vào như thế này, đó, thì ở bên trong cái này nó sẽ có một cái mã vạch để cho các bạn kết nối. Đây, ví dụ mình thoát ra này. Đó, nó sẽ có một cái phần như thế này và một cái phần mã vạch quét ở bên trong. Thì khi bạn mua hàng thì mình sẽ gửi cho bạn một cái mã để cho bạn quét nhá. Đó, và khi bạn quét xong này thì bạn ấn đăng nhập vào cho mình. Đó, đăng nhập vào thì phần đầu tiên là phần định vị này, phần thứ hai là xem lại lịch sử di chuyển này và những cái phần cài đặt ở đây. Thì với phần định vị thì bạn ấn vào phần check này cho mình. Đó, thì sẽ hiện ra những cái phần định vị ở đây. Đó, định vị thì cực kỳ chuẩn nha mọi người nhá. Hiện tại thì mình đang ở đây. Đó, cho nên là nó sẽ hiện luôn ở đây. Đó. Và khi các bạn ở xa chẳng hạn mà các bạn muốn đến được cái nơi mà người sử dụng cái mũ bảo hiểm này đang đứng ở đấy thì các bạn ấn vào mũi tên này cho mình. Đó, các bạn ấn vào mũi tên nhá thì sẽ tự động chỉ đường cho các bạn luôn. Đó. Đây, hiện tại nhá. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy này. Đó. Hiện tại thì mình đang ở đây, cái chấm màu xanh và cái chấm đen này là của thiết bị này. Đó, thiết bị thì cái thiết bị này hiện tại mình đang ở trong phòng ở đây. Nhưng mà với cái bản đồ vệ tinh ấy thì nó sẽ lấy ở cái điểm này là điểm vị trí đầu ở nhà đấy, cái cửa ra nhà mình ở đây. Đó, con định vị ở đây. Đó, con định vị mình đã ở đây thì nó chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Đó, nhưng mà chỉ đường ấy, khi mà mình chỉ đường Google Maps thì nó sẽ di chuyển cho mình vùng quanh cái khu vực ao này cho mình. Đó, nó sẽ hiểm vùng quanh cái khu vực ao và vào đến cái cửa sau nhà mình đây.
Đấy. Thì định vị thì nó là cực kỳ chuẩn rồi. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái chấm xanh là định vị nhá. Định vị mình đang để ở khu vực này thì nó chỉ quanh quẩn trong khu vực khu phòng này thôi. Đấy. Một con cái thiết bị điện thoại của các bạn này nó sẽ nằm ở đây. Đó, hai thiết bị đây. Rất là chuẩn nha mọi người nhá. Đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi cho các bạn này. Đó, các bạn chỉ cần ấn bắt đầu đi nào sẽ đây. Bạn đã điểm bạn đã đến. Tại vì mình hai thiết bị nó đang ở gần nhau cho nên mình ấn phát nó sẽ hiện luôn là bạn đã đến rồi. Đấy, không cần phải chỉ đường đi đâu cả. Đó, còn trong khi bạn sử dụng này mà bạn ấn chỉ đường ấy thì nó sẽ chỉ đường đến tận nơi cho bạn nhá. Đó. Định vị thì rất là chuẩn rồi. Đó, thì đấy là về cách sử dụng cái dòng định vị này thì bạn chỉ cần là tải cho mình cái ứng dụng về thôi là các bạn có thể sử dụng được rồi. Và bước tiếp theo đó chính là cái phần nghe lén. Với cái mục nghe lén này thì các bạn chỉ cần là soạn cho mình một cái tin nhắn tới cái số điện thoại mình lắp đặt ở trong con chip. Đó, thì cái số đây, cái số mà mình lắp đặt ở trong con chip ở trong cái mũ bảo hiểm này nó chính là cái số này nhá. Đó. Đây, thì để sử dụng được cái chức năng nghe lén này thì bạn chỉ cần thoát ra cho mình và soạn cho mình một tin nhắn tới cái số các bạn lắp đặt ở trong con chip. Đấy, cái số ở đây là 03435708777. Đó, sau đó các bạn soạn cho mình là 3 số 0 nhá. 3 số 0 và một dấu thăng. Sau đó các bạn soạn cho mình cái số điện thoại mà các bạn cần nghe lén ra. Hiện tại mình nghe lén ở số điện thoại của mình sẽ hiện ra này. Đây, để mình ghi lại nhá, mình ghi sai số rồi. Đó, các bạn muốn nghe lén ở cái số điện thoại nào thì các bạn ghi ra cho mình. Sau đó các bạn gửi. Đó, các bạn gửi cho mình một cái tin nhắn đi. Đó, thì cái con chip này nhá, thì các bạn gửi tin nhắn đi thì nó sẽ gửi cho bạn một cái thông báo về. Nó sẽ gửi cho bạn một thông báo nhá. Còn hiện tại thì đây là một cái sim test của mình thôi, cho nên là nó đang không có tiền ở bên trong, nó chỉ có mạng dữ liệu thôi. Đó, hiện tại thì nó không có tiền ở bên trong cho nên là nó sẽ không soạn cái tin nhắn về. Đó, còn trong quá trình bạn sử dụng mà bạn soạn tin nhắn này thì lập tức thiết bị nó sẽ gửi cho các bạn một cái tin nhắn về là được. Đó. Đây, thì khi được rồi thì bạn chỉ cần là gọi trực tiếp tới cái số điện thoại mà các bạn lắp đặt ở bên trong. Đó, đây. Mình sẽ gọi vào bên trong luôn cho các bạn này. Đó, thiết bị thì nghe rất là rõ nha mọi người nhá. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bip. Sau khi bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Đây, để mình gọi lại xong. Đây, mình vừa soạn sai tin nhắn. Đây, mình sẽ soạn lại này. Đó, mình vừa ghi nhầm là 2 số 3 ở đây. Đó, mình vừa soạn nhầm là 2 số 3. Bên mình soạn lại nhá. Đó. Tại vì khi bạn soạn cái tin nhắn này đi mà thiết bị trả lời về thì chắc chắn 100% các bạn gọi điện thì nó sẽ được nhá. Đó, còn hiện tại vừa mình ấn nhầm là 2 số 3 cho nên là gọi thì nó sẽ là thuê bao. Đấy, thì tất cả những cái số điện thoại khác mà khi gọi vào để nghe lén đó, thì đều thuê bao hết. Chỉ có một cái số các bạn gửi đi là sử dụng được thôi. Đó, một cái số mình vừa soạn này là cái số mình lắp đặt ở trong con điện thoại này. Thì bây giờ mình sẽ điện lại này. Đó, lần này chắc chắn là 100% nó sẽ được nha mọi người nhá. Đó. Đây, mình sẽ bật lên cho bạn xem này. Đó. Đây, thiết bị thì nghe rất là rõ này. Alo, alo. Đấy. Tất cả những cái gì người ngoài nói thì đều có thể là nghe thấy được. Đó, nghe cực kỳ rõ nhá. Đó. Còn hiện tại ấy, mình đang đặt hai thiết bị nó ở gần nhau quá nhỉ, cho nên là nó có những tiếng vang đi vang lại rất là ồn. Đó, cho nên là mình sẽ tắt nó đi. Đó. Còn bình thường ra khi các bạn đứng xa ra tầm 1 phút thôi, tầm 1 mét thôi. Đấy. Các bạn gọi vào trong thiết bị thì nghe rất là rõ. Đấy, ví dụ nhá. Cái người đội cái mũ bảo hiểm này mà có gọi điện cho ai ấy, mà đang đội con mũ này mà gọi điện cho một người khác hoặc là có ai gọi đấy mà nói chuyện thì các bạn đều thẳng là nghe thấy được. Nghe rất là rõ. Đấy. Định vị thì sẽ biết hết tất cả các vị trí. Đấy. Rất là rõ luôn. Và đây, tiếp theo nhá, là một cái phần là ghi âm đây. Ghi âm 10 phút thì bạn soạn cho mình là 3 số 1 vào cái số điện thoại. Đấy. Ví dụ các bạn muốn ghi âm này. Đó, muốn ghi âm thì bạn soạn mình là 3 số 1 nha. Các bạn gửi đi tới cái số các bạn lắp đặt ở bên trong là được. Đấy, cũng như là tự động ghi âm. Đấy, hoặc là cái phần này các bạn có thể là tự động gọi khi có tiếng động xung quanh này thì bạn soạn cho mình là 3 số 3. Thì với cái chức năng này ấy, thì trong trường hợp là người đội cái mũ bảo hiểm này mà có nói chuyện với ai hoặc là gọi điện cho ai đó thì bạn đều có thể là nghe thấy được. Đấy. Thì cái con chip ở bên trong nhá, khi nó bắt được cái tín hiệu ấy thì lập tức nó sẽ điện về cái điện thoại cho các bạn. Đó.
rất là dễ sử dụng. Thì đấy là về hai cái chức năng chính là định vị nghe lén cũng như là phần ghi âm thì mình cũng sẽ giới thiệu sơ qua cho bạn rồi. Cái dòng sản phẩm này thì sử dụng nó rất là dễ thôi. Các bạn mua về các bạn đọc vào giấy hướng dẫn của mình là có thể sử dụng được rồi. Đó. Thì đấy là những cái chức năng chính thì mình vừa giới thiệu sơ qua cho bạn về dòng sản phẩm định vị nghe lén mũ bảo hiểm này rồi. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về cái dòng sản phẩm camera mũ bảo hiểm, dòng sản phẩm định vị nghe lén mũ bảo hiểm này, hoặc là những cái dòng sản phẩm camera siêu nhỏ, camera giấu kín ở bên đơn vị mình, thì có thể là liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại cũng như là kết bạn qua Zalo nhá. Thì số điện thoại và Zalo của mình là 0927960888. Đó, các bạn cứ điện trực tiếp cho mình hoặc là kết bạn qua Zalo để mình có thể là hỗ trợ và tư vấn cho các bạn nhá. Đó. Thì tất cả các dòng sản phẩm đồ ở bên đơn vị mình, đồ công nghệ ở bên đơn vị mình thì đều được bảo hành lên tới là 1 năm. Trong vòng 1 năm các bạn sử dụng mà xảy ra bất kỳ lỗi gì thì bên đơn vị mình hoàn toàn có thể là đổi mới sản phẩm cho bạn và không giới hạn lần đổi nhá. Đó, đấy là về chức năng bảo hành và tất cả phụ kiện đi kèm thì bên đơn vị mình sẽ tặng kèm cho các bạn một sim định vị 1 năm. Đó, các bạn mua về các bạn sử dụng trong vòng 1 năm các bạn mới cần phải đăng ký. Đó, và tiếp theo là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng định vị nghe lén rồi. Đó, tờ giấy này các bạn sử dụng chỉ cần đọc ở đây là bạn có thể sử dụng được rồi, sử dụng rất là dễ, hoặc là các bạn tham khảo cái video này của mình là có thể xem được. Đó, và video mình xin tạm dừng ở đây nhá. Bạn nào có nhu cầu hoặc là muốn tìm hiểu thêm về những dòng sản phẩm nào thì bạn cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Đó, còn bây giờ xin chào tất cả bạn và hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhá.